kết nối chuỗi dự án La Vita đầy cảm hứng dành cho tầng lớp cư dân thông thái và thành đạt. Khi tắt La Vita Thuận An xuất hiện như một giao điểm phồn vinh, là nơi hội tụ của những nguồn sống thịnh vượng bậc nhất khu vực. Với việc sở hữu vị trí đắt giá tại mặt tiền mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và quốc lộ 13, La Vita Thuận An chính là cửa ngõ của các khu công nghiệp hiện đại và đô thị trí thức tại tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, sự chủ động trong kết nối vùng của Bình Dương thông qua hệ thống giao thông hoàn thiện, hạ tầng hiện đại thông thoáng đã góp phần giúp La Vita Thuận An trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng và các nhà đầu tư. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận và các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, nhờ tuyến đường sắt đô thị số 5, những cư dân ưu tú của La Vita Thuận An còn có thể thuận tiện và nhanh chóng di chuyển đến các khu công nghệ cao, khu công nghiệp lớn, nơi làm việc của hàng triệu các chuyên gia, kỹ sư, tầng lớp trí thức giàu có và thành đạt, khi nơi đây chính là giao điểm hội tụ chuỗi tiện ích đa dạng và hiện đại. 5 phút đến sân góp sông Bé, Ion Mall, V-Ship 1, Bệnh viện Quốc tế BKMS, 10 phút đến thành phố mới Bình Dương, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, khu công nghiệp Việt Hương, 15 phút đến trung tâm hành chính Thuận An, Bệnh viện Nhi Bình Dương, cụm công nghiệp Bình Chuẩn, 20 phút đến thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 25 phút đến khu công nghiệp Sóng Thần 2, 30 phút đến thành phố Hồ Chí Minh. Thỏa mãn những tiêu chí khắt khe nhất của các chủ nhân thành đạt, La Vita Thuận An có tới hơn 70% diện tích dùng cho việc xây dựng hệ thống tiện ích nội khu hiện đại và công viên mảng xanh rộng lớn. Và trên hết, La Vita Thuận An mang trong mình lợi thế hiếm có bậc nhất khu vực, với thế đất nở hậu sẽ thu hưởng tối đa nguồn vượng khí hưng thịnh và đắc lộc. Chính những yếu tố đắt giá đó, La Vita Thuận An đang trở thành điểm sáng tại khu vực lọt top 21 vùng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của thế giới. Smart 21 là biểu trưng cho những giá trị hoàn mỹ về phong cách sống và vị thế của người thành đạt. La Vita Thuận An, giao điểm phồn vinh, mạch sống thịnh vượng. La Vita Thuận An, giao điểm phồn vinh, mạch sống thịnh vượng.